Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, hai môn đệ thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói thì chính Đức Kitô đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em." Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói: "Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà. Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây." Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không?" Các ông đưa cho người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo: "Khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Mô-xê, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm." Bây giờ, người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và người nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này." Anh chị em thân mến, Oliver Wendell Holmes có câu: "Thứ quan trọng nhất trên thế giới không phải là ta đang đứng ở đâu, mà là ta đang hướng về đâu." Quả thực, nói đến cuộc sống con người, chúng ta có thể thấy rằng điều quan trọng là có mục đích, có hướng sống tốt. Tuy nhiên, cũng có biết bao nhiêu người đã phải chán nản, thất vọng vì lối đi và mục đích của mình khác với ý mà mình mong muốn. Hình ảnh hai môn đệ trên đường Emmau đã rơi vào tình trạng này. Khởi đầu các ông có mục đích và ý hướng rất lạc quan khi bước theo Đức Kitô, nhưng rồi đã ngã lòng và chán nản khi người mà các ông gắn bó đã bắt và giết chết. Còn đâu để tiếp tục hành trình? Chính vì thế, các ông đã phải từ bỏ để về tìm lại cuộc sống mới nơi quê nhà. Trên hành trình trở về, chính Đức Kitô đã hiện ra nhằm củng cố niềm tin của các ông. Dù rằng con mắt đức tin của các ông không nhận ra người, chính Đức Kitô lại một lần nữa đưa các ông trở về lại với khát vọng thuở ban đầu, và đồng thời mở tâm trí để các ông hiểu rõ mục đích và con đường mà Đức Kitô đã trải qua. Là Kitô hữu, lắm lúc chúng ta có muôn vàn chán nản và thất vọng trong cuộc sống. Chán nản vì làm ăn thua lỗ, chán nản trong tình bạn, chán nản nơi cuộc sống, nơi gia đình, tình cảm và con cái. Chính những chán nản này dễ dàng làm chúng ta rơi vào niềm tin và khát vọng nơi Thiên Chúa. Tuy nhiên, dù có mệt mỏi, thất vọng và chán chường đến đâu, chúng ta đừng để bản thân đánh mất niềm hy vọng. Bởi niềm hy vọng như nước hằng sống, cho phép chúng ta tiếp tục hành trình. Chính vì thế, để tìm lại được sức sống mới, chúng ta cần hồi tâm để nhận ra tình yêu và ân sủng của Chúa. Mỗi khi gặp phải những thất bại hay buồn phiền, chúng ta đừng để cho cuộc sống của mình đánh mất niềm hy vọng vào Thiên Chúa.
hãy xác tín rằng chỉ có Thiên Chúa mới là đấng ban phát mọi ơn lành, giúp chúng ta vượt thắng mọi khó khăn của cuộc đời.